Rồi đưa giọng. Đúng rồi, chính xác. Nhớ chở thầy thương nha. Nhớ thầy thương nha. Đây, nó ngậm chặt, môi ôm sâu à. Đói quá, hai đầu gối cũng phải bò thôi à. À. Rồi nè, mẹ ôm con bê đỡ đấy. Nằm da tiếp da, tay vai không thẳng hàng. Cũng coi áp bụng mẹ à. Tự em bé tìm kiếm bố mẹ mà tự bật vô bố mẹ bú, đúng không? Mình có phải làm gì đâu. Đó, mình cứ tạo điều kiện thoải mái cho con. Nếu con có chịu thì nằm giỏng đưa đưa rồi cũng bú.